Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ theo hai anh kỹ thuật viên của công ty cân điện tử Gia Phát đến vùng Tây Nguyên, cụ thể là thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai để giao cân heo điện tử anh chị nha. Và đây chính là dòng cân heo điện tử cảm biến trên, cân được 4 con heo thịt anh chị ạ. Cân heo điện tử cảm biến trên, đây là một khái niệm rất là quen thuộc nếu mà anh chị đã từng liên lạc đến cân điện tử Gia Phát và đặt vấn đề là muốn mua cân heo điện tử hay là muốn mua con bò hay muốn mua con gà vịt heo. Thì cái khái niệm mà cân heo cảm biến trên và chốt số nó rất là phổ biến luôn. Tại vì nếu như mà anh chị quan tâm đến cái dòng cân cảm biến trên á, thì anh chị đang lựa chọn cho mình một cái giải pháp rất là bền. Có nghĩa là cân heo điện tử á, thông thường thì cảm biến nó nằm bên dưới sàn cân á, cho nên lúc nào nó cũng chịu cái môi trường ẩm ướt của nước tiểu hay là phân heo. Hay là đến ngày xuất chuồng anh chị lôi cân ra thì mới phát hiện ra rằng chuột nó đã cắn dây cảm biến cả rồi. Và chúng ta bị rất là phiền khi mà chúng ta không có cái cân để chúng ta cân. Như vậy thì cái cân heo cảm biến trên nó ra đời đã khắc phục triệt để những cái vấn đề đó. Nghĩa là anh chị đã mua cái dòng cân heo cảm biến trên rồi thì không cần phải lo lắng chuột nữa, không cần lo lắng về ẩm ướt hay nhảy số lung tung nữa. Tại vì sao vậy? Vì cái tất cả mọi thiết bị điện tử của cái dòng cân heo cảm biến trên này nó nằm phía trên hết cả rồi. Cho nên khi mà cân xong thì chúng ta cứ lấy cái vòi nước chúng ta xịt cái phân thôi, xịt thoải mái luôn và chúng ta không sợ bị ướt đến thiết bị điện tử. Thứ hai nữa là cái cân này chúng ta không sợ chuột nữa, tại vì tất cả thiết bị điện tử nằm bên trên rồi. Ngoài ra thì đầu cân điện tử và hộp nối dây tín hiệu nó nằm trong bên trong một cái tủ điện nữa. Như vậy là nó được bảo vệ lần thứ hai nữa. Cho nên là khi mua cái cân điện tử cảm biến trên này thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Và chúng ta có thể lắp cái cân này ở tận ngoài trại, không phải là ở nhà chòi, không phải là ở nhà chờ nữa, mà chúng ta có thể lắp trên cái lối dẫn heo như thế này và chúng ta hoàn toàn yên tâm anh chị ha. Cảm ơn chị Vi rất là nhiều đã tin tưởng và chọn mua cái dòng cân heo điện tử cảm biến trên này từ cân tử Gia Phát. Mặc dù trước đó chị Vi và cân tử Gia Phát vẫn chưa hề gặp nhau, mặc dù cái khoảng cách địa lý giữa chị Vi và cân tử Gia Phát rất là xa, gần 600 km luôn, nhưng mà chị vẫn tin tưởng và chọn mua cái dòng cân heo này. Và anh chị đang xem video này mà cảm thấy video này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp về dòng cân heo điện tử cảm biến trên, thì anh chị đừng quên bấm vào phím like hay là phím subscribe bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ kênh tử Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sử kênh điện tử ạ. Và một lần nữa kênh tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.